Nhìn vào bức ảnh của bạn, người ấy vô cùng nhớ bạn. Người ấy nhớ về những ký ức ngọt ngào giữa bạn và người ấy. Người ấy nhớ đến vẻ đẹp nội tâm của bạn. Những khoảnh khắc bạn liên tục hỗ trợ giúp đỡ người ấy trong cuộc sống. Bạn sẵn sàng cung cấp tất cả những nguồn tài nguyên bạn có để nâng đỡ cho người ấy đạt được ước nguyện của mình. Khi nhìn vào bức ảnh của bạn, người ấy thấy bạn vô cùng đẹp. Vẻ đẹp nội tâm của bạn luôn để lại ấn tượng lâu dài trong trái tim của người ấy. Trong khoảnh khắc đó, khi người ấy liên tục gửi năng lượng tình yêu đến bạn, bạn có thể cảm nhận rất rõ ràng nơi trái tim của bạn tỏa ra một nguồn năng lượng tình yêu dồi dào. Giữa bạn và người ấy yêu nhau sâu đậm, đã hình thành sợi dây liên kết năng lượng với nhau. Trong những khoảnh khắc đó, bạn sẽ thấy hình ảnh của người ấy hiện diện trong tâm trí của bạn. Bạn có thể cũng liên tục nghĩ về người ấy. Hãy luôn nhớ rằng, chính tình yêu chân thành của chúng ta mới để lại ấn tượng lâu dài trong trái tim của những người xung quanh. Chúng ta có thể trải qua những nghịch cảnh, những khổ nạn trong cuộc đời của mình hoặc là những vấn đề trong tình cảm của mình. Chính việc kiên định lựa chọn tình yêu, sử dụng tình yêu để nuôi dưỡng xây dựng mối quan hệ, đó chính là chúng ta đang tích lũy phúc đức để hỗ trợ cho mối quan hệ của mình, hỗ trợ cho người ấy của mình, cho cả bản thân chúng ta ngày càng phát triển tích cực và mối quan hệ sẽ ngày càng sâu đậm và bền chặt. Hãy luôn tin tưởng, cam kết, không lay chuyển lựa chọn tình yêu. Có sóng gió nào rồi cũng có thể vượt qua. Vô số phước lành đến với bạn.